Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý thính giả nghe về phép lạ mình thánh Chúa Kitô tại Tổng giáo phận Buenos Aires, Argentina, với giọng đọc của Anna Bích Vân. Năm 1996, tại Tổng giáo phận Buenos Aires, Argentina, Đức Giáo hoàng Francis hiện tại là giám mục phụ tá cho Đức Hồng y Quaracino. Một phép lạ thánh thể tuyệt vời đã diễn ra. Chính Ngài đã ra lệnh chụp ảnh và điều tra, và kết quả thật đáng kinh ngạc. Vào lúc 7 giờ tối ngày 18 tháng 8 năm 1996, cha Alejandro Pezet đã cử hành thánh lễ tại một nhà thờ công giáo, tại một trung tâm thương mại của Buenos Aires. Khi Ngài kết thúc phần trao mình thánh Chúa cho giáo dân, một người phụ nữ đã đến và thưa với Ngài rằng cô đã thấy một mình thánh bị bỏ trên một chân đèn ở đầu nhà thờ. Khi đến nơi, cha Alejandro thấy mình thánh Chúa đã bị dơ bẩn, nên cha không thể rước mình thánh Chúa được. Thay vì thế, Ngài đặt mình thánh trong một hộp nước và đặt hộp đó trong nhà tạm của nhà nguyện Blessed Sacrament. Thứ hai ngày 26 tháng 8, khi mở nhà tạm, cha rất đổi ngạc nhiên khi thấy mình thánh Chúa đã biến thành đẫm máu. Cha liền thông báo cho giám mục Jorge Bergoglio. Bây giờ, Đức Thánh Cha Francis đang là giám mục phụ tá. Đức cha đã chỉ thị chụp ảnh mình thánh Chúa một cách kỹ càng. Các bức ảnh được chụp vào ngày 6 tháng 9. Chúng cho thấy rõ ràng mình thánh đã trở thành một mảnh thịt đẫm máu và càng ngày càng lớn thêm. Trong nhiều năm, mình thánh Chúa vẫn được giữ trong nhà tạm và toàn bộ sự việc được giữ bí mật nghiêm ngặt. Đến khi mình thánh Chúa đã biến đổi hoàn toàn, không còn là bánh nữa, mà toàn bộ đã trở nên thịt và máu, thì Đức Hồng y Bergoglio, người đã trở thành tổng giám mục vào thời điểm đó, quyết định cho phép làm phân tích thịt và máu cách khoa học. Vào ngày 5 tháng 10 năm 1999, trước sự hiện diện của các vị đại diện Đức Hồng y, tiến sĩ Castanen đã lấy một mẫu của mảnh thịt đẫm máu và gửi đến New York để phân tích. Vì không muốn làm phương hại đến việc nghiên cứu, ông cố tình không thông báo cho nhóm các nhà khoa học về nguồn gốc của mẫu xét nghiệm. Nguồn gốc của mẫu được giữ bí mật đối với các nhà khoa học. Một trong những nhà khoa học là tiến sĩ Frederick Zugiba, một chuyên gia tim mạch nổi tiếng và nghiên cứu bệnh học pháp y. Ông xác định rằng chất phân tích là xác thịt thực sự và máu có chứa DNA, ADN của con người. Zugiba xác nhận rằng các dữ liệu phân tích là một mảnh của cơ tim được ở trong các vách ngăn của tâm thất trái gần với van tim. Nhiệm vụ cơ này là co thắt trái tim. Cần lưu ý rằng tâm thất của tim có nhiệm vụ bơm máu cho tất cả các bộ phận của cơ thể. Cơ tim trong tình trạng viêm và có chứa một số lượng lớn các bạch cầu. Điều này cho thấy rằng trái tim còn sống vào thời điểm lấy mẫu. Luận cứ của tôi là trái tim còn sống, vì các bạch huyết cầu đã chết, chỉ có mặt ở bên ngoài một cơ thể sống. Chúng chỉ có thể sống và tồn tại bên ngoài của một sinh vật sống mà thôi. Như vậy, sự hiện diện của các bạch huyết cầu cho thấy rằng trái tim vẫn còn sống khi lấy mẫu. Hơn thế nữa,
các tế bào bạch cầu xâm nhập vào các mô tim. Điều đó cũng chỉ ra rằng trung tâm tim đã bị căng thẳng cực độ và dường như chủ sở hữu đã bị đánh đập nghiêm trọng ở phần ngực. Hai người Úc, nhà báo Mike Willacy và luật sư Ron Tesorio, chứng kiến các thử nghiệm này. Họ biết mẫu xét nghiệm đến từ đâu. Họ đều chết lặng bởi lời xác nhận của tiến sĩ Yugiba. Mike Willacy hỏi những nhà khoa học rằng các bạch huyết cầu lấy từ mô của con người sẽ sống được bao lâu một khi chúng đã bị ngâm trong nước. Chúng sẽ không còn tồn tại chỉ trong một vài phút, tiến sĩ Yugiba trả lời. Các nhà báo sau đó nói với các bác sĩ rằng nguồn gốc của mẫu xét nghiệm đã được giữ trong nước bình thường một tháng và sau đó thêm 3 năm trong một hộp chứa nước cất. Sau đó mới được lấy để mang đi phân tích. Tiến sĩ Yugiba đã hoàn toàn kinh ngạc về sự kiện này. Khoa học không thể giải thích được về chuyện này, ông nói. Ngoài ra, tiến sĩ Yugiba sôi nổi hỏi, các bạn phải phân tích cho tôi điều này. Nếu mẫu này đến từ một người đã chết, thì làm sao nó có thể chuyển động và đập trong khi tôi làm xét nghiệm? Nếu trái tim này được lấy từ những người đã chết vào năm 1996, làm thế nào nó có thể vẫn còn sống? Sau đó, Mike Willacy xác quyết với tiến sĩ Yugiba rằng mẫu xét nghiệm đến từ một mình thánh, bánh mì không men màu trắng, đã biến thành thịt người đẫm máu cách bí ẩn. Ngạc nhiên trước thông tin này, tiến sĩ Yugiba trả lời, làm thế nào và tại sao một mình thánh Chúa đã có thể thay đổi bản thể của mình để trở thành thịt và máu người sống còn là một bí ẩn mà khoa học không thể giải thích được và là một bí ẩn hoàn toàn vượt quá khả năng của khoa học. Sau đó, bác sĩ Ricardo Castellan Gomez tổ chức một buổi tường trình về các kết quả xét nghiệm phép lạ của Buenos Aires so sánh với các kết quả xét nghiệm phép lạ từ Lanciano. Nhưng ông không tiết lộ về nguồn gốc của các mẫu thử nghiệm. Các chuyên gia thực hiện việc so sánh kết luận rằng các báo cáo từ hai phòng thí nghiệm phải có nguồn gốc từ các mẫu thử nghiệm thu được từ cùng một người. Họ cũng cho biết cả hai mẫu xét nghiệm đều có chung một mẫu máu AB dương tính, AB cộng. Chúng đều mang những nét đặc trưng của một người đàn ông được sinh ra và sống trong khu vực Trung Đông. Chỉ có đức tin trong hành động phi thường của Thiên Chúa mới trả lời cách thỏa đáng. Niềm tin vào một Thiên Chúa đấng muốn làm cho chúng ta nhận thức được rằng Ngài thực sự hiện diện trong mầu nhiệm thánh thể. Phép lạ thánh thể tại Buenos Aires là một dấu hiệu đặc biệt xác nhận của khoa học. Thông qua đó, Chúa Giê-xu mong muốn khơi dậy trong chúng ta một đức tin sống động trong sự hiện diện thực sự của Ngài trong bí tích thánh thể. Ngài nhắc nhở chúng ta rằng sự hiện diện của Ngài là có thật và không mang tính biểu tượng. Chỉ với con mắt đức tin, chúng ta mới nhận ra Ngài dưới hình thức bánh và rượu. Chúng ta không thể nhận ra Ngài với đôi mắt xác thịt của chúng ta, vì Ngài hiện diện thực sự trong nhân tính vinh hiển của Ngài. Trong bí tích thánh thể, Chúa Giê-xu luôn dõi mắt và yêu thương chúng ta, và Ngài mong muốn cứu độ chúng ta. Dr. Castellan, một người vô thần đã trở lại đạo Công giáo, giải thích về phép lạ này. Bài viết của Claudia Angulo,
Phỏng dịch Vũ Hải. Post by Nguyễn Kim Di. Bí tích tình yêu, máu thân mình Chúa hiến thân chịu chết cho trần gian được ơn cứu rỗi. Bí tích tình yêu, bí tích cao siêu, Chúa muốn nuôi dân người lầm than năm tháng lưu đầy. Nay đây là mẫu ta được ban làm của uống, nay đây thân ta Chúa thương, hồn con được vui sống, con chỉ đâu vui hơn được Chúa thương người biết. Chúa đến cùng con, Chúa đến cho con, giờ đây ôi hân hoan hạnh phúc dâng trào dâng. Chúa, dâng lên con Chúa, dâng lên con Chúa, dâu trên.